thương người dân, thương người con, thương Việt Nam. Bao năm rồi chịu đựng nhiều gian lao, những trận đòn roi, những mặt hùng ngày. Dù vai gầy lạnh lùng thì xin chiến đấu cho đàn em, cho trẻ thơ, cho niềm vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.